có chuyện gì gọi anh em gấp thế? Hai anh ơi, hai anh xem đi. Ui, cái gì này? Trước đây Thương đã từng một lần cắt cổ tay tự vẫn vì chồng cũ của cô ấy rồi. Chết giờ, bây giờ cậu phải đến xem cô ấy như thế nào đi, cứu người đã. Khoan đã. Cô ta gửi ảnh thế này cũng chỉ là dấu hiệu cảnh cáo thôi. Nếu bây giờ mà cậu Hào chạy qua đó thì quan trọng là cậu phải làm gì để cô ta không hành động như thế nữa. Thế làm gì? Anh ghê gớm đấy Hào ạ. Lôi cả đồng bọn đến đây để hù dọa tôi à? Không phải là như thế đâu. Hôm nay bọn tôi đến đây là muốn nói rõ ràng để cho cô hiểu. Đây là chuyện giữa tôi với anh Hào. Các anh biết cái gì mà tham gia? Chúng tôi không muốn tham gia vào chuyện của cô. Nhưng việc cô nhắn tin hù dọa cậu Hào như thế, chúng tôi phải lo cho tính mạng của cô nên mới tới. Hay đấy. Anh đem chuyện của hai đứa ra kể với bạn anh để khoe chiến tích à? Không phải. Tại anh không biết xử lý tình huống này thế nào nên mới nhờ hai anh ý đến để nói cho em hiểu. Tôi không muốn nói về chuyện riêng của hai người nữa. Mặc dù tôi không hề ủng hộ, và pháp luật thì lại càng không. Tôi chỉ muốn đến đây để phân tích cho cô hiểu rằng cô làm như vậy không có ích gì cả. Cô đừng có dại dột theo đuổi một người đàn ông đã có gia đình nữa. Và lại nếu như cậu Hào thực sự yêu cô, đã không bao giờ phải để cô níu kéo. Mình là phụ nữ, không nên làm như vậy đâu. Ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông độc thân. Nếu họ thực sự có tình cảm với cô, yêu cô, họ sẽ chủ động tìm tới, chứ không bao giờ để cô níu kéo hay là hù dọa các kiểu. Nói xong chưa? Cô là mẹ đơn thân, cô còn con của cô nữa. Nhỡ có mệnh hệ gì, nó cứ bơ vơ, biết nương tựa vào ai. Tôi biết, là một người mẹ, cô luôn coi con của mình quan trọng hơn chính mạng sống của cô. Này, đủ rồi đấy. Các anh quá đáng nó vừa vừa thôi. Lần đầu tiên trong lịch sử, tôi thấy đàn ông đi đánh ghen đấy. Ừ. Hào ạ, tôi không ngờ là anh lại hèn hạ như vậy. Giả sử hôm nay người đến đây là vợ anh, có khi tôi còn nói một lời xin lỗi vì đã lỡ ngã vào anh trong lúc yếu lòng. Đằng này anh lại lôi hai ông này đến đây để bắt nạt một người mẹ đơn thân. Ui, các anh có đáng mặt đàn ông không? Có phải thế đâu Thương. Đúng rồi đấy, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, hôm nay đến đây chỉ là muốn khuyên giải chứ không hề có ý định bắt nạt gì cả. Ừ. Cậu Hào không dám đến gặp cô một mình nên nhờ chúng tôi đi cùng. Chúng tôi thấy tình huống cấp bách quá, sợ cô làm liều nên mới đến để khuyên giải cô thôi, chứ không hề có ý. Cút! Cút ra khỏi nhà tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhưng mà nhỡ cháu nó bơ vơ. Đi ra khỏi nhà tôi! Em xin lỗi hai anh ạ. Không sao đâu. Lúc đầu nghe cậu nói, tôi còn tưởng cô ta mềm yếu lắm cơ. Nhưng khi gặp rồi mới thấy, cô ta rất cứng cáp và mạnh mẽ. Không phải là loại người dễ làm tổn thương bản thân mình đâu. Bài học lớn cho cậu đấy nha. Khi người ta còn yêu mình, muốn ở bên cạnh mình, thì người ta ngọt ngào lắm. Nhưng khi đã làm gì sai, chỉ là mật trên lưỡi dao thôi. Đúng rồi đấy. Vợ mình ở nhà tuy là có hơi mắng mỏ một chút, nhưng kiểu gì cũng là người thương yêu mình nhất, lo cho mình nhất. Em chừa rồi hai anh ạ. Lần này coi như nhờ hai anh mà em thoát được một kiếp nạn.
cô ấy lại nhắn. Hào ơi, tôi tưởng anh thế nào, hóa ra anh cũng chỉ là thằng hèn. Anh được lắm, tôi chống mắt lên xem anh sống thế nào sau này nhé. Nói như này chắc là cô ấy không nghĩ quẩn đâu nhỉ. Chồng chưa? Dạ em có rồi chứ ạ. Tưởng chưa có chồng thì giới thiệu cho mấy mối. Mối gì ạ? Nghĩa là giới thiệu cho mấy anh trẻ trẻ, xong rồi để khóa lớp cô đơn ý. Mà kín đáo nhá. Đây, như này. Đây, như này này. Ui, đấy, kinh thế ạ? Chị đưa em làm tiếp ạ. Gì? Kinh á? Người ta đẹp đẽ thơm như mùi mít thế này mà bảo người ta kinh, cô làm sao nhở? Người ta chữa lành tâm hồn, có khi còn là tạo phước cái chứ kinh. Vâng ạ. Rồi ôi, lần đầu tiên em được tiếp cận, cho nên hơi sốc một tí. Uầy, trong quả này buồn cười nhở? Thiếu tự tin. Nhìn thế này thì sao mà hấp dẫn được ai này, nhìn này. Dạ. Đấy. Vâng. Nhìn như này à, thì mẹ chả thích. Này làm sao mà làm cho người ta vui được hả? Chị cho em xem lại được không ạ? Cậu nói thật đi. Giữa cậu với cô ta chắc chắn chưa xảy ra chuyện gì chứ? Em thề, em và cô ta chưa có gì cả. Chỉ nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà chuyện này vào đầu vợ em sẽ thành chuyện tày đình, các anh hiểu không? Tôi để dành được một ít, định để trả nợ cho ông Nghiêm. Hay là ông cho tôi khất, tôi đưa tiền cho cậu Hào. Tôi còn một ít đây. Số tiền này ông cứ đưa cho cậu Hào, coi như ông trả tôi rồi. Cậu cầm lấy, khi nào có trả tôi sau cũng được. Em xin. Em cần tận 20 triệu, mà ở đây có 4 triệu. Cỏ bản thân em đi cũng không đủ số còn lại. Alo. Dạ, cho tôi hỏi cô Mận có ở đây không ạ? À, thì gặp cô Mận thì phải gọi cho cô Mận chứ, tại sao lại gọi tôi? Dạ, tôi là người giao hàng ạ. Cô Mận cho tôi số điện thoại này ạ. Cô có thể cho tôi địa chỉ để tôi giao hàng được không ạ? Chứ địa chỉ cô Mận cho tôi tìm mãi không ra. Nhưng mà mấy ông ý mà không bắt tận tay dây tận chán là kiểu gì cũng chối tới cùng. Đã biết có phải anh Quý hay không đâu mà mày nói cứ như là anh ấy sai ấy. Ô hay, thà rằng là bằng chứng mập mờ còn hơn là mọi thứ rõ rành rành như thế này. Thì bênh ông ấy cũng khó ấy. Ai đời đâu lại mặc bikini chụp ảnh. Tao thấy chả có lý do gì đỡ được à. Anh ấy đang gánh nặng chuyện tiền bạc, cho nên chắc do tao ép anh ấy quá nên anh ấy phải tìm cách để kiếm tiền. Mày hâm à? Cứ cho là ép đi thì cũng không thể nào làm mấy cái việc như thế được. Đàn ông con trai thiếu gì việc có thể kiếm ra tiền. Rồi đi. Bây giờ phải làm thế nào mày? Ôi trời ơi, bình tĩnh.